trên từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức uh, chấn động thế giới và xuất phát từ uh, Nhà Trắng thưa quý vị. Thì uh, đêm ngày 15 tháng 9 uh, tổng thống Joe Biden đã công bố một liên minh mới tên là AUKUS là liên minh giữa nước Mỹ, nước Anh và nước Úc thưa quý vị thì trên màn hình chúng ta thấy là tổng thống Joe Biden cùng với uh, hai vị uh, thủ tướng của Anh và Úc thì cái liên minh AUKUS này uh, ngay lập tức đã có những cái sự phản đối thưa quý vị đặc biệt là phản đối từ uh, nước Pháp và phản đối từ Trung Quốc đặc biệt là đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington đã lên tiếng phản bác thưa quý vị. Thì uh, có thể nói rằng uh, câu chuyện đây là liên minh về quân sự và lập ra AUKUS này trong cái uh, sườn của liên minh này thì uh, có một cái hợp đồng thuộc loại khủng trị giá tương đương là 66 tỷ đô la thưa quý vị giá gốc là từ 36 tỷ rưỡi và có thể lên đến 66 tỷ đô la. Và cái gói quân sự này thì sẽ đóng cho nước Úc 12 tàu ngầm hạt nhân. Và tàu ngầm này là thuộc loại tối tân nhất do phía Hoa Kỳ và Anh đảm nhiệm và sẽ đóng ít nhất là 8 chiếc tại căn cứ hải quân Adelaide của Úc thì cái trục quân sự mới này Washington, London, Canberra đã cho thấy rằng uh, trong cái liên minh này nói rằng là nước úc cần những tàu ngầm hạt nhân để mà có thể uh, tuần tra dài ngày ở trên biển và bảo đảm an ninh hàng hải ở trên cái trục ấn độ dương, thái bình dương vân vân thưa quý vị và tàu ngầm hạt nhân này có thể là lúc đầu chưa mang những tên lửa hạt nhân hay là tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hay nguyên tử thưa quý vị. Tuy nhiên, mặc dù có những tuyên bố nói rằng không mang tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng mà chắc chắn ai cũng biết rằng với 12 chiếc tàu ngầm hạt nhân này thì nhắm vào một cường quốc ở Á Châu và trên thế giới thưa quý vị Thì đó là cường quốc Trung Quốc Và không có gì ngạc nhiên khi mà Đại sứ quán Trung Quốc Tại thủ đô Washington đã lên tiếng và bác bỏ Và nói rằng là liên minh August này Là hãy từ bỏ cái tư duy chiến tranh lạnh Và tư duy lối thời về ý thức hệ thưa quý vị Nhằm mục đích là đối đầu với Trung Quốc có thể nói rằng uh, liên thủ tam quốc gia này là một cái hình thức thu nhỏ của bộ tứ khoát của Hoa Kỳ. Thì cũng uh, đồng thời bộ trưởng và các lãnh đạo cao cấp của bộ tứ cũng sẽ họp tại uh, Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 9 uh, tới đây. Và chúng ta cũng uh, xin nhắc lại là trong tháng vừa qua đã có cuộc tập trận hải quân ở phía tây đảo Guam của lực lượng hải quân của bốn quốc gia trong bộ tứ gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ thưa quý vị. Thì có thể nói việc lần này nước Úc chi mạnh tiền để mà sở hữu một cái đội tàu ngầm hạt nhân lên tới 12 chiếc đây có thể nói là nâng tầm hải quân Úc lên một tầm cao mới và là một đối thủ để mà chống lại cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trên những cái con đường hàng hải đặc biệt là trên cái tuyến lưu thông Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì việc mà sở hữu trong thời gian tới uh, chứng tỏ rằng là Úc vẫn có những cái tham vọng để mà tham gia vào những cái uh, liên minh lớn trên thế giới như tôi vừa nhắc đến là liên minh AUKUS và Liên minh Bộ tứ Quad. Với cái uh, hợp đồng này thì uh, phía nước Úc đã phải hủy bỏ cái hợp đồng với nước Pháp và ngay lập tức phía Pháp Bộ trưởng Bộ ngoại giao là Jean Yves Le Tren và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bà Florence jolly đã lên tiếng uh, thống trách đồng minh Hoa Kỳ thưa quý vị và nói rằng Úc và Anh và Mỹ đã chơi xấu đâm sau lưng nước Pháp đâm sau lưng chiến sĩ đâm sau lưng một đồng minh lâu đời trên thế giới và đồng minh quan trọng ở Âu Châu thưa quý vị nói chung là nước Pháp mất ăn mất một cái hợp đồng quá lớn lên tới từ 36 tỷ rưỡi đô la lên tới 66 tỷ là. À, nước Pháp thì uh, dự kiến là sẽ sản xuất 12 chiếc tàu ngầm tối tân mang tên ATTACK Nhưng mà đây là những chiếc tàu ngầm thông thường chạy bằng uh, diesel Nói chung là những cái động cơ diesel điện thưa quý vị Thì nó không có tối tân và nó bắt trước nhái lại cái kiểu tàu ngầm barracuda của pháp là tàu ngầm tối tầng của pháp à, tuy nhiên việc mà không có lò phản ứng hạt nhân để mà chạy trong tàu ngầm thì chứng tỏ là những cái tàu ngầm đó bị hạn chế về tầm xa và rất nhiều hạn chế khác điều này đã xảy ra trong 5 năm qua và phía úc không hài lòng khi mà phía pháp cố tình trì hoãn cù cưa không chuyển giao những công nghệ tối tân cho nước Úc. Và điều đã xảy ra vào ngày 15 tây tháng 9 khi mà nước Úc quyết định hủy bỏ hợp đồng rồi quý vị. Và cái sự hủy bỏ hợp đồng này gây một cái sự chấn động rất lớn đối với ngành quốc phòng Pháp. Trong cùng ngày thì chính quyền của ông Joe Biden Hoa Kỳ cũng đã ra một thông cáo và an ủi nước Pháp thưa quý vị nói rằng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào sự đồng minh của nước Pháp, đồng minh thân cận của nước Pháp nhằm mục đích là trấn an nước Pháp để mà nước Pháp không nổi giận, tức giận khi mà mất đi một miếng ăn béo bở 66 tỷ đô la thưa quý vị. thì uh, câu chuyện này chắc chắn là sẽ bùng nổ lớn khi mà Pháp uh, tức tối và cho rằng là đồng minh Mỹ phản bội và đồng minh nước Anh đã cướp giật hợp đồng béo bở và đồng minh Úc đã phản bội lòng tin của nước Pháp. Trong một cái quá trình 5 năm qua đã có nhiều cuộc họp bàn luận thảo luận nhưng mà nước Úc đã phản bội lòng tin mở ngoặt và đóng ngoặt những cái chữ mà nước Pháp dùng đối với ba nước Anh, Mỹ, Úc. Tuy nhiên chúng ta biết là thương trường cũng như chiến trường và chiến trường cũng như thương trường. Việc Pháp cố tình không cung cấp những tàu ngầm tối tầng cho Úc mà lại lấy những cái giá cao ngất gượng khiến Úc cảm thấy bị chèn ép. Do đó nước Úc đã phản kháng và bằng cách là đi thẳng với Anh, Hoa Kỳ và nước Anh là hai cường quốc trên thế giới hai cường quốc bậc nhất về kỹ thuật tàu ngầm, về kỹ thuật hải chiến, về kỹ thuật tàu các loại thưa quý vị. Và bên phía ông tổng thống Joe Biden đã đáp ứng và cho biết rằng là sẽ cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho nước Úc thưa quý vị, cộng thêm với những kỹ thuật của nước Anh giống như là những kỹ thuật phụ trợ nước Mỹ thì sẽ làm những cái tàu ngầm hạt nhân theo cái mô hình còn những cái phụ trợ gắn thêm thì bên phía nước Anh sẽ đảm nhiệm cho nước Úc thì có thể nói bộ ba này đang gây sóng gió ngay lập tức và có thể nói rằng uh, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những uh, phản kháng tiếp theo ngoài cái sự phản kháng đầu tiên từ tòa đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng để mà kiểm soát và tuần tra trên một cái vùng quá rộng lớn từ Ấn Độ Dương qua bên Thái Bình Dương chắc chắn là phải có lực lượng hải quân của nhiều nước. Và do đó Úc tham gia làm cho cái gánh nặng của Hoa Kỳ sẽ được giảm bớt. Việc Úc tham gia trong cái trục liên minh AUKUS này xin thưa là không có gì ngạc nhiên vì anh úc hoa kỳ cùng nói một ngôn ngữ xin thưa vậy là như vậy còn nếu mà sử dụng tàu ngầm của pháp thì lại rất rắc rối khi mà phải chuyển đổi qua tiếng pháp là một ngôn ngữ khác do đó bên phía úc cảm thấy không thật sự hài lòng như tôi có nói là tính cách cầu cưa lề mề của pháp trong năm năm qua chưa đóng được một chiếc tàu nào hết thưa quý vị chỉ là ngồi bàn luận thảo luận trên giấy tờ bỏ ra cái này bỏ vô cái kia cuối cùng thì chỉ là những chiếc tàu ngầm thông thường điều này khiến cho úc cảm thấy bị gọi là bóc lột bị bóc lột những chiếc tàu ngầm thông thường không tối tân nhưng mà phải trả một cái giá cao ngất ngưỡng lên tới 36,5 tỷ đô la do đó úc không hài lòng và đương nhiên khách hàng là thượng đế quyết định mà hủy bỏ hợp đồng đã khiến cho ngành quốc phòng pháp bị một cú trời giáng và ngay lập tức là tập đoàn naval group của pháp đã yêu cầu chính phủ pháp phải lên tiếng mạnh mẽ cho cái việc hủy hợp đồng làm mất lòng tin làm mất danh dự làm mất uh, miếng ăn và phải bồi thường cho tập đoàn naval group này thưa quý vị và chính phủ Pháp cũng cho biết là họ sẽ tìm cách để mà giảm thiểu những cái tác động bị hủy bỏ hợp đồng và họ thống trách Hoa Kỳ và nước Anh đã phóng tay trên nhưng mà phía Hoa Kỳ như tôi nói là chính quyền ông Joe Biden cho biết rằng họ cần phải có một cái liên minh về hải quân để mà tuần tra bảo đảm an ninh trên trục Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi.